Chào tất cả các bạn, trên màn hình các bạn thấy là anh em tôi đang làm cái trụ của lăng can kiến. Thì đây là mấy cái trụ bằng cái cây la 10 ly. Thì đây là đang máy nó đang xả, anh em tôi đang bỏ vào máy để xả mờ. Trên màn hình các bạn thấy là các cái máy xả mờ là đang xả mờ. Thì ở đây anh em tôi nhận được cái trụ cầu thang này tới 4.000 cái trụ làm cho công ty. Thì cái trụ này khi mà làm hoàn thiện thì nó khoảng 90 kg một cái trụ. Trên màn hình các bạn thấy là mấy cái trụ nó rất là dày và nó nhìn nó mập mà nhìn nó chắc chắn. Ở đây là cái máy xả line, hay là gọi là xả mờ đó. Thì đây anh em tôi đang làm là bỏ vào cho nó chạy qua ba bốn cái nhám thì mới nó ra được cái line mờ mịn đó. Thì cũng bình thường cái nhám này nó cũng như thế là cái nhám mình của đá mài mình mài bình thường. Thì cái nhám này nó có nhám 120. Cái ma nhám là 80, 120 và 60 cũng có luôn. Thì đây là các cái trụ cầu thang. Tôi quay cho các bạn tham khảo. Thì anh em tôi các trụ lan can ấy, anh em tôi đang làm cái trụ. Đây là tôi đang thay cái nhám này là nhám 120, vừa mới bỏ cái nhám 80 ra và thay cái nhám 120 vào để đánh nó được mịn cái sọc nó được mịn, nó trơn tru. Thì tôi quay cho các bạn tham khảo. Thì cái này là mình mới nhận được của khách hàng là tới 4.000 trụ. Chắc là làm cũng phải khoảng 2 tháng mới xong. Qua video này nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh của tôi. Chào tạm biệt các bạn.